bạn, chào mừng các bạn đã trở lại cái channel của Nắng Vàng và Nắng Ấm hôm nay. Hôm nay Nắng Vàng và Nắng Ấm muốn giới thiệu với các bạn một cái series là một cái chuỗi màu mà nước sơn trong đây mà Nắng Vàng và Nắng Ấm rất là thích. Tại vì nó có những cái màu rất là nhã, rất là thanh mà của một cái hiệu của Hàn Quốc Natural Republic. Đây Natural Republic, đây cái hiệu này mà rất là thích để chúng mình khoe cho mấy các bạn nha. Rồi ok, let's begin. Rồi ok, đây Nắng Ấm ơi, Nắng Ấm bây giờ chọn một cái màu thích nhất trong cái series. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái màu này. Oh my god, màu đọt chuối. Màu đọt chuối này là Nắng Ấm xài đâu, cho móng tay hay móng chân? Tại cái màu này nó khá là đậm đà. Này móng tay móng chân gì cũng được. Nắng Ấm có muốn lên hay giới thiệu ra? Nắng Ấm có thể Nắng Ấm thử cho các bạn coi một ngón đi. Và cái màu này hả? Có muốn sơn cho thôi cứ cầm nó đi. Thôi Nắng Ấm tự sơn đi, tự sơn rồi cho các bạn coi khi mà nó lên màu nó làm sao. Đúng rồi, để đó. Đó là nước đầu tiên, một nước nữa. Nắng Ấm thổi đi. Oh my god, màu này so pretty. Cái màu nó chanh quá ha, cái này là màu vàng chanh á. Ồ biết là sao, tại Nắng Ấm thiếu nhỉ? Nắng Ấm thiếu base. Base khô cho nên nó không lên đẹp. Nắng Ấm thôi. Một thiếu sót nữa lên. Vậy không là trước lên ngón đâu. Vậy là ha, bao trước khi mà bắt đầu mình giới thiệu cho các bạn thì mình cũng có base khô lại top khô cái hiệu này mà. Nè, thì khi mình xong ngón tay cái base khô, trời Nắng Ấm ơi sao Nắng Ấm không lột với cái tem này cho mấy bạn coi. Nhưng mà không sao, tại vì cái này là cái màu base coat này nó hơi hồng hồng chút xíu nè. Sau cái màu base coat này nó phải lên 10 ngón tay thì nó mới nổi. Base coat là cái màu mà để cho cái nền. Còn cái màu này top coat là sau khi mình sơn cái màu. So mình có base coat and top coat. Nên cái màu này là màu clear. Nếu mà các bạn nào có móng tay đã đẹp, đã hồng hào hay là có design nào sẵn rồi mà chỉ muốn put clear on top thì đấy. Ok, thì giờ mình sparkle đi. Mình chọn, mình giới thiệu với các bạn những cái màu mà sparkle mình có đi. Màu sparkle đầu tiên mà nắng vàng cũng rất là thích nè. Không biết mấy các bạn thấy màu không? Trắng thấy nè. Đây, cái màu này. Đây. Mình phải block cái line bên này. Đó. Các bạn có thấy cái màu này nó lên rất là dễ thương. Perfect for Christmas. Christmas á, mấy cái này sparkle đây này nọ. Oh my god. Nắng vàng rất là thích những cái gì mà nó chiếu chiếu. Rồi cái màu này là màu đầu tiên mà mình có. Rồi cái màu thứ hai nắng giới thiệu đi. Cái màu thứ hai là cái màu này. Đó, các bạn có thấy không? Cái màu nó vàng nhưng mà nó như hơi ánh kim một chút. Nó vàng mà nó ok, còn cái màu nào khác nữa mà mình có? Là cái màu này nó hơi silver, nó sparkle mà nó silver. Chắc mình phải đó, hơi silver nữa. Đó, các bạn có thấy không? Mình phải block cái đó. Ok. Rồi, nó vàng. Tiếp đi, đâu nó vàng, giới thiệu hết cho các bạn những cái series mà màu chiếu đi. Đây cũng một cái màu silver nữa mà hình nhưng mà cái mịn hơn, nó mịn hơn. Mịn hơn. Oh, actually cái màu này gold, cái này mới là silver. Cái này là gold đó. Gold mà nó quá là mịn cho nên mình tưởng nó là silver mà mình để nó side by side mình mới thấy rõ. Hay nha. Đó. Bởi vì khi mình có một cái series vậy mình mới thấy cái shape nào sao, những cái shape này nó rất là nhã. Trời ơi, nó vàng rất thích. Cái kế tiếp là cái này là very colorful. Đúng rồi, cũng là sparkle, cũng là nó chiếu luôn nhưng mà nó có màu hồng, nó có cái ánh hồng ở trên, rất là nhẹ, rất là dễ thương. Thí dụ mà các bạn sơn một cái lớp hồng nhẹ dưới rồi cái này sparkle này ở trên thì nó sẽ rất là thích. Rồi cái kế tiếp là cũng là sparkle hồng, hồng nhưng mà đậm hơn để mình soi với cái màu cũ của mình nha. Một cái hồng nhẹ, một cái hồng đậm. Oh my god, I love it. Ok, how about next? Next là cái màu này. Cái này là mịn hơn. Mịn hơn, nó kiểu mịn của nó giống cái màu gold này nè. Rồi đây, đây là ba cái màu này. Cái shade là gold ở trên, rồi silver ở giữa. And then rose ở trên, silver ở giữa, and gold ở dưới. Đó, mà cái màu sparkle nó rất là đẹp, các bạn có thấy không? Khác nhau hẳn luôn á. Rồi. So bây giờ, oh wow, that's one more. This này, it's kind of loud. Loud có nghĩa là nó dữ dội quá đó. Đó, nó dữ dội. Mà cái này nó dễ thương nè.
Actually cái này nó có ở trong này, nó có cái sparkle của nó, cái ánh của nó hay lắm, màu màu đỏ với lại màu xanh nè. Nó hợp cho dịu July 4 á. Dạ 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 dạ. July 4 mà tại vì mấy cái miếng sparkle này nó rất là lớn, cho nên khi mà mình sơn mình phải lấy cái đơn cái que tăng á, mình phải dít những cái này ra rồi mình in 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 trên ngón tay của mình để mình có thể làm cái design riêng của mình á. Thì mình rất là thích. Thì đây là cái series của Natural Republic mà có nhiều sparkle ở trong. Sparkle là từ the hard sparkle là những cái hộp sparkle lớn, sparkle nhẹ hơn, mịn hơn một chút, và sparkle rất là mịn. Và sparkle màu trắng nhiều, màu trắng nhiều. Oh my god, mấy bạn chắc biết bây giờ có cái màu kêu là ombre á, giống như mình từ màu đậm tới màu nhạt tới màu thiệt là lợt á. Thì actually khi mà những cái sparkle mình làm vậy cũng dễ thương lắm. Ngay cái tip móng của mình làm nhiều sparkle rồi nó trải nhẹ 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 ít lên đây á, giống như là snowfall vậy. Nhìn rất là đẹp, nhìn rất là thích. Và nắng vàng rất là thích cái gì mà nó chiếu chiếu vậy. Thôi tới cái đây là cái cũng là một cái series này, nhưng mà nó là những cái màu sparkle nha. Bây giờ giới thiệu với các bạn đi những cái màu hồng mà mình thích, những màu hồng đi. Nó rất là có nhiều nó màu hồng này. Tụi mình có tổng cộng là 7 cái màu hồng. Mỗi cái shade hồng khác nhau, shade hồng, tím và kem. Nó hơi giống cho nên cũng khó mình giới thiệu. Đó, đúng rồi. Để cho các bạn thấy đi. Okay. Những cái màu này nè, để nắng ấm cầm nắng vàng có thể giới thiệu dùm nắng ấm đi nha. Yeah, đó để nắng vàng xoay ra cho các bạn coi, để gần thấy đẹp quá hả. So pretty mấy bạn, had no idea, so pretty. Cái này nè, bây giờ màu thì bạn nào thích màu chói đây, có hồng kem chói. Kem chói, kem này là chói, là chói nhức mắt. Là nhiều khi mình có thể là màu cam đậm bên dưới ngón tay của mình, hay là mình làm nguyên một móng những cái màu cam nhạt hơn, kem nhạt đây, rồi nhạt cái ngón, ra đeo nhẫn á, cái mình làm một cái màu cam đậm, thì nó vô một cái tông á, nhìn nó rất là dễ thương. Rồi cái này nhạt hơn mà nó hơi hồng, nó không có ấn kem lắm. Cái này á, cái những cái loại màu mà nó nhũ như vậy, nó nhẹ như vậy á, nó sẽ làm cái móng tay mình nhìn dài hơn, nhìn cái ngón tay mình nó elegant hơn. Mà cái màu mà oh my god, các bạn phải cái bạn, màu đó nó hơi tím à. Cái màu này hiếm mà không có này, oh my god. Bây giờ ngay đen trên cái ngón chân của nắng vàng có cái màu này 2 tuần rồi, một tuần. Nắng vàng love it, love tới mức là mỗi tuần là nắng vàng phải thay nước sơn cho móng tay và móng chân, cắt làm spa. Nhưng mà khi mà cái này là 2 tuần liên tục, nắng vàng xài một cái màu này mà nắng vàng rất thích dữ vậy. Tại có một thời gian nắng vàng thích những cái màu khác, nhưng mà oh my god, this is I'm in love with it, it's so pretty. And then cái tay á, thì nắng vàng thích là chọn một cái màu tím mà nó nhạt hơn một chút. Thì cái shade của nó đi một bộ you see. Còn ở đây cái này cái tím nhẹ hơn. Đúng rồi, cái tím giống như là tím khói vậy đó, tím khói, tím than vậy đó, nó nhẹ hơn một chút. Thì đó là các bạn không thấy ba cái shade tím này không? Cái này là chói. Đó, cái này đi chung nè. Đây. Cái này tím nè, tím nè, cái này hồng nè. Còn cái này hơi cam cam. Đúng rồi, hơi cam cam, có thể này đi bên này á. Right. Đúng rồi, không phải này, chắc nó phải vậy. Chỗ này như đánh cờ tướng vậy đó. Thôi dễ thương không? Oh my god. Vậy mới đẹp. Nè. Vậy nè, các bạn là thấy đúng không? Trời ơi, I love it. Ok, để mấy em này qua bên. Giờ mình còn màu gì? Mình còn màu xanh phải không? Mình còn màu để xanh. Để mấy em xếp hàng vậy hả? Mình để mấy em xếp hàng rồi mà mình để Rồi bây giờ xanh lá cây mới ghê. Xanh lá cây kẻ, chúng ta có tất cả là 4 xanh lá cây. Mấy bạn có thấy không? Trời, sorry mấy bạn nha, bên này nó có cái nhiều cái sticker giá cho nên tụi mình lột không hết, tại là biến quá. Mình cần màu trong, mình đâu cần cái vỏ mà. Đúng rồi. Chỗ màu cái đó hơi màu vàng nhưng mà xanh. Nhưng mà mấy các bạn nên nhớ, nhiều khi mình đi chơi biển, mình đi Hawaii chẳng hạn. Trời, nghĩ đi, móng tay của mình màu này, móng chân của mình màu này, hay là bốn ngón hay 4-5 ngón của mình mỗi ngón mỗi màu. Trời ơi, nó không có thể có gì mà more tropical bằng. Tropical là cái là nhiệt đới. Đúng rồi, không có gì nhiệt đới bằng. Khi mà mình mặc một cái đầm vui và tươi màu, và những cái ngón tay ngón chân của mình màu này. Trời ơi, màu này nó quá chói luôn mà. Super chói lọi. Nhưng mà nó nhẹ. Còn nói chung 4 này đều chói. Nhưng chói đều, nhưng mà thấy không? Nhưng mà tại cái màu xanh, cái shade của nó là nó đã chói như vậy rồi. Cho nên muốn khó, không có chói cũng khó lắm. Nhưng mà quá đẹp. Cái này là trời ơi, mình I would love it for my toenail. I think I had it this color for my toenail before. Nắng
nón vàng nó sơn cái này màu trên pho. Nhớ rồi, nón vàng ra trường. Nón vàng ra trường mà nón vàng chơi cái màu này ngón chân nón vàng mà tại vì ngón chân đâu ai thấy nhưng mà thích tươi muốn tươi nôi bật là cho màu này thôi. Chỗ nó còn nổi hơn cái áo của nón vàng. Ôi giờ nách chưa ha, cho mấy em xuất hiện. Cái này màu này đẹp quá. Cái này là nón vàng lớp vậy for cho cái ngón tay. Ngón tay nhà màu này rất là đẹp. Này, bữa nào mình làm matching nail không? Giống như mình làm matching nail. Yeah. Matching nail cho em xuất hiện cho mấy em, cho mấy em nhận. Bây giờ chỉ có một màu trắng mà thôi. Tại màu trắng đâu có thể nào lộn nhẹ. Thì thế. Oh, em ấy đứng một mình. Cô đơn màu đơn trắng đơn là đơn cái màu nắng vàng có ý kiến. Màu trắng là một cái màu rất là sang. Đó là cái móng tay mình tự nhiên sang lắm. Nhất là khi mà bạn nào mà có cái shape của móng tay đẹp á. Sơn màu trắng tự nhiên chỗ nó hay lắm. Cái màu bây giờ người ta thích là cái gì cũng trời ơi, không nắng vàng thấy nhiều bạn sơn màu trắng cái nắng vàng thấy trời sao sơn màu trắng đẹp quá vậy. Cái mình về mình có một màu trắng liền mình sơn màu trắng trời ơi I love it. Không cái tuần đó là nắng vàng nhìn ngón tay nắng vàng hoài luôn á, tại vì nó màu trắng nó rất là đặc trưng, mình nhìn nó rất là sạch sẽ mà nó rất là sang ngộ lắm. Rồi trước giờ nắng vàng chưa bao giờ nghĩ tưởng màu trắng giống như là mình cứ mình xài white down á, trên mình đài giống như là viết xóa trên móng tay của mình đúng không? Yes. Nhưng mà cái này khi mình sơn một cách tươm tất sạch sẽ nó rất là đẹp. Okay. Bây giờ các em cuối cùng là các em màu blue xanh da trời. Mấy em này dễ thương quá. Có cái màu xanh da trời này chất lượng không? Ba cái màu này gì chứ nó khác nhau á nha. Cái màu này actually cũng rất là sang. Cái màu này nó sang trọng nè. Trời ơi thấy đẹp. Ngón tay nhìn là thấy đẹp nè ha. Cái màu này sang dễ sợ. Chân tay gì cũng đẹp. Mấy cái màu này nó đang thịnh hành hay sao cái màu này nè. Đúng rồi, đậm bây giờ nó đang thịnh. Cái series này á, nắng vàng nó ngắm mua là có một lý do mà rất là thích cái hiệu này, tại vì nó thịnh, nó cho nó cho những người trẻ như mình ha. Tại vì những cái màu của nó nè, nó không có chiếu. Cái series mà cái sparkle của nó đây chiếu. nó cũng chiếu, nó cũng chiếu nhưng mà nó sang. Còn nó không có phải như hồi xưa mà cái mình xài mỗi lần màu sơn nó cái nào nó cũng chiếu mà bây giờ không, những cái màu nó lì, nó đang rất là thịnh á. Giống như son cũng vậy, bây giờ không có ai xài son bóng nhiều nữa, người ta xài son lì nhiều. Đúng. Nhưng mà mình nhiều khi cái châu Á cái mặt mình mà xài son lì nhìn mặt mình nó già lắm cho nên không có cái tại cái nét mình nó quá mảnh đó mà. Còn đó là ba cái màu. Thấy không? Thấy nó khác hẳn à. Nãy giờ sao mình không làm vậy? Làm gì? Perfect. Đẹp. Không, mình cho mấy bạn coi lại. Thôi bây giờ coi lại cho các em xuất hàng với nhau đi. Mà các em grab lấy mấy cái này đi. Mình cho mấy bạn coi nha. Ok. Giờ là này màu xanh với màu trắng phải không? Ôi đẹp quá hả? Coi vậy đẹp quá ha. Bây giờ kem hồng. Kem hồng, kem hồng. Ôi vậy. Đúng rồi. Phải lấy một cái kem nữa. Ok. Kem của you. Nhìn đẹp quá ha. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bây giờ cái này cũng biết sao. I could hold hand it. Wow. It's so pretty. Trời ơi, I love it. Ok, đây là những cái nail collection mà chỉ có một hiệu mà thôi. Nắng vàng và nắng ấm còn có nhiều hiệu khác, có nhiều hiệu ghép cũng hộ OPI. Hồi xưa thích OPI lắm nhưng mà bây giờ OPI có nhiều màu. Không có màu. Không có màu mới, không có màu vui. Cho nên cái hiệu này thì nó more vui. Với lại có nhiều hiệu ghép nữa. Nắng vàng cũng có nhiều hiệu màu ghép mà cũng ít xài. Thích, this is my favorite series. Tại cái hiệu này nó làm, bởi vì thích quá phải mua một cái series của nó là không màu nào đụng màu nào, mà có màu nào cũng có, giống như rainbow vậy đó. Cho nên hy vọng các bạn cũng thích. Các bạn mà có câu hỏi gì á thì nắng vàng và nắng sẽ chia sẻ với các bạn thêm. Ok, bye.